Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban lại tiếp tục có mặt tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thì đây là cái lúc mà Ngọc Gia Ban đang xuống cái ghế massage để có thể giao cho anh Hoàng. Thì như các bạn cũng có thể thấy ở đây, anh Hoàng là một trong những người cũng chuyên về những cái thiết bị nội địa Nhật, nhưng mà về những cái dòng máy như máy bơm hay máy cắt cỏ. Thì lúc này đây anh em nhân viên Ngọc Japan đã chuyển tới tận nơi tại Bảo Lộc, Lâm Đồng và đang bàn giao tại nhà cho anh Hoàng chiếc ghế Furikyo OH5970, một trong những chiếc ghế thuộc phân khúc trên 30 triệu đồng. Thì đây là cái nút mà anh em nhân viên từng bước lắp đặt và cũng như là sẽ đưa ghế vào vị trí mà anh Hoàng mong muốn, xong sau đó sẽ tư vấn cũng như là hướng dẫn anh sử dụng một cách thuận lợi nhất. Thì như các bạn cũng có thấy ở đây, thì hiện tại như chiếc ghế OH5970 này thì trên thị trường cũng không phải là có nhiều, nhất là với form dáng này mà với mức giá trên 30 triệu đồng thì các bạn có thể tham khảo rất nhiều nơi, cũng có thể thấy được rằng là đang là một cái mức giá rất tốt. Hiện tại Ngọc Gia Ban đang trong chương trình bán làm sao để tri ân khách hàng những cái mức giá tốt nhất, để cho tất cả những khách hàng yêu những chiếc ghế massage nội địa Nhật đều có cơ hội mua cho mình một chiếc ghế massage làm sao mà tốt nhất, và quan trọng nhất là giá thành cũng là tốt cùng với chế độ hậu mãi của Ngọc Gia Ban. Thì đây là cái lúc anh em nhân viên đang hướng dẫn anh về cái cách sử dụng. Thì về cơ bản anh Hoàng là một người dân kỹ thuật nên là anh rất am hiểu về những cái dòng ghế, hay là am hiểu về những cái đồ điện tử, hay là những cái đồ mang tính chất là kỹ thuật, nên là khi hướng dẫn anh thì gần như là anh nắm rất là nhanh và dễ, và anh rất hiểu được cái vấn đề rằng là cái chất lượng của dòng ghế massage nội địa Nhật nó hơn những cái dòng khác như thế nào. Thì đó cũng là một trong những sự may mắn của Ngọc Japan khi bàn giao chiếc ghế cho anh, nó rất là thuận lợi. Và ở đây thì rất là cảm ơn anh. Anh cũng có hỏi Ngọc Japan là anh ở Lâm Đồng thì liệu có giao đến tận nơi được hay không, và Ngọc Japan thì hiện tại đang giao tận nơi trên toàn quốc, nên là rất cảm ơn anh và gia đình, và rất là an tâm khi có vấn đề gì xảy ra thì nhân viên của Ngọc Japan sẽ đến tận nơi để xử lý tình huống cũng như là các cái chế độ hậu mãi sau bán hàng cho anh. Đó cũng là một cái điều mà Ngọc Japan đang không ngừng cố gắng. Cảm ơn anh và gia đình, chúc anh luôn luôn mạnh khỏe.